cận cảnh hai bộ dụng cụ của KTC Nhật. Hôm nay em sẽ review cái bộ dụng cụ này. Mã số của nó là SK3561W, gồm có 56 chi tiết với đầu khẩu tay vần khẩu 3/8, loại 3/8, 9,5mm. Đây, cái đầu tiên là cái đầu khẩu lục giác 3/8. Cỡ của nó là ở đây, cỡ của nó là 06S, cỡ lục 6 KTC, mã là BT3, sản xuất tại Japan. Cỡ 6, đây là cỡ 5, cỡ 5. Còn lại đây là cỡ 8, lục 8. Đây, thân nó sẽ ghi ở trên này, cỡ nó sẽ ghi trên này. Mình có thể thay đầu được, thay cái đầu mũi này được. Mở cái lục giác. Ok, 3 mũi lục giác. Cái này dùng bằng tay nhé. Cái này mã là BE3-Q. Cái này để dùng kèm với lại tay lắc vặn. Gọi là thanh nối nhưng mà ok. Tiếp theo là 9 cái 2 4 6 7. 7 cái cỡ khẩu 3/8. Cỡ nhỏ nhất là cỡ 8. Đây B3-08. Cỡ 8. Cỡ lớn nhất là 19. Đây, B3-19 luôn. Hình như đây là 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19. Chuẩn luôn, các cỡ thông dụng luôn. Tiếp theo đây là thanh nối dài. BE3-075. Chiều dài 75mm. Đây là chiều dài 150, cũng là thanh nội dài luôn. Đây là tay lắc vặn của KTC. Cỡ 3/8. Mã là BR3E. Tay vặn này thì có 36 răng và có nút nhả khẩu. Đây, có nút ấn đây. Made in Japan. Ví dụ, nút ấn đây. Khi mà mình lắp vào ấy, mình ấn vào. Ấn vào thì sẽ chặt. Bây giờ mình không rút được ra. Không rút được ra, ví dụ mình vặn thì thao tác. Khi mình thao tác ấy, nó tránh bị rơi khẩu, rơi đầu tuýp. Còn lúc mà mình muốn tháo ra ấy, thì mình nhặt ra, đấy, nhặt một cái. Cũng là rất là hay. Với lại có một cái nữa là khi tay mình dầu mỡ, nhiều cái tay lắc vặn không có cái nút nhả khẩu này thì mình rút mãi đầu khẩu nó chả ra, nên là có cái này thêm rất là tiện. Sơ qua đây là cái đầu khẩu dài, cũng là 3/8 luôn, cỡ 10. Đây là 14, nhìn đây là 12, 10, 12, 14, gồm 3 cỡ vậy. Tiếp theo, đây là cờ lê 2 đầu mở, 14, 17. Ở đây là 11, 13. Và 10, 12. Em đếm lại nhé. Là đây là mã là S2.
Mã của nó là S2. Đây là cỡ 8-10, 10-12, 11-13, 12-14, 14-17. Tổng cộng là có 5 cỡ, 5 cỡ thông dụng luôn. Cờ lê KTC có dập chữ. À đây, cái này nó không có. À, cờ lê thì không có dập chữ Made in Japan, nhưng mà kiểu nó không có chỗ để dập ấy, nó ngắn quá. Tiếp theo là bụi lục giác. Gọn lại. Bộ lục giác cường của 9 cỡ của KTC. Đấy, cũng khá là dài. Tay công đủ dài để mà mình thao tác dễ, có đủ lực. Gồm các cỡ thông dụng như là 1.52, 2.5345, 6810. Nói chung là cầm rất thích, cái này có thể gập ra. Mở ra, đấy. Khi mình rút ra thì mình mở ra này để có thể lấy. Đây là một đầu bi, một đầu thẳng nhé, đầu bi của nó đây. Ok. Tiếp theo là cái tay lắp vặn ở khe hẹp. Cái này có thể đảo chiều. Lắp mà dùng để lắp đầu bit ở đầu vít cỡ 6.35. Đây. Đây là cái này để mũi để lắp vào đây. Mũi của nó hình như là lục 3 4 5 6 lục cỡ lục. Còn đây là mũi PH1, PH2 và PH3. Đấy, mình thao tác ở những góc nhỏ, những góc hẹp thì cho cái tay này vào và rút lắp mũi bit vào là ok. Tiếp theo là kìm. Kìm này gọi là kìm kết hợp. Kết hợp giữa kìm bằng, kìm cắt và kìm màu quạ. Giữ và bình thường cơ khí bình thường của mình ấy. Này có thể điều chỉnh được. Thế mở ra và là sử dụng như một cái kìm màu quạ. Mình sẽ mang đi đi hai cái bảng. Dạ. Tiếp theo là một led. Một led 10 inch búa. Búa UD7-10. Một đầu nhựa, một đầu thép. Được không? Có thể thay được đầu búa, kiếm cắt. Kiếm cắt Made in Japan PN1-150. Kim mỏ nhọn. Đây là cờ lê tròng, em lấy ra một cái nhé. Cờ lê tròng 14-17 Made in Japan. Thì ở đây là có cỡ, đây là 8-10, 10-12, 11-13, à 10-12, 14-17. 8-10, 10-12, 12-14, 14-17, 17-19, đây là 22-24. Ok, còn đây là bộ tô vít gồm có 7 cỡ. Đây là D1P2-1. -1 là mũi số 1. Mũi số 1 rất là nhọn. Cán cầm tay cao su. Cái này có thể đóng được. Có đầu đóng đây. Hãng Yamaha đang dùng. P2-2 là mũi số 2 và dài khoảng 210mm. P2-3 dài 280mm. Tất cả đều đóng được nhé. Trừ cái tô vít luôn này là không đóng được. Không, chả có ai đóng cái này cả. Góc hẹp, sử dụng góc hẹp. Đây là mũi số 2. Đây là hai cạnh, tô vít hai cạnh. D1M2-5 đóng được. Cái này sẽ tương ứng
thường ứng dài bằng cái B1-2 P2-1 này. Tôi biết luôn, cái này 6mm D1MS-6 bản rộng 6mm. Đây là D1-12-6, cái này cũng dài 210 và mũi 6mm. Ok, bọn tạm nó vào đi, tạm hộp lại. Đấy, mình sạch lên rồi đấy. Ok, cái này khóa này có thể thiết trang bị thêm một cái khóa đây, móc đây, bên này cũng có. Sạch đi. Đây, nhìn bản lề của nó.